Siêu âm phụ khoa 3D có đau không bác sĩ? Siêu âm phụ khoa 3D có thực sự đau như các chị em thường nghĩ hay không? Và tôi, bác sĩ Nguyễn Nhật Minh, đến từ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Cần Thơ, xin chị em trả lời câu hỏi này. Siêu âm phụ khoa 3D là một phương pháp cực kỳ an toàn, hiệu quả và chính xác. Ngoài ra, không hề đau dành cho các chị em phụ nữ. Quá trình thực hiện siêu âm phụ khoa 3D sẽ cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Các chị em sẽ được hướng dẫn đi tiểu trước khi làm siêu âm, sau đó là hướng dẫn cho nằm trên giường khám và kê gối dưới mông. Đầu dò siêu âm sẽ được bọc trong bao cao su và gel bôi trơn, đưa một cách nhẹ nhàng từ từ qua đường âm đạo. Từ những hình ảnh siêu âm 2D thông thường và kỹ thuật truyền hình 3D đặc biệt sẽ đưa ra những hình ảnh siêu âm 3D cực kỳ sắc nét và chính xác, giúp bác sĩ có thể phát hiện sớm các bệnh lý hoặc những bất thường liên quan đến cổ tử cung, tử cung và buồng trứng. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa siêu âm phụ 3D và siêu âm 2D thông thường cũng như là siêu âm bụng. Như vậy, siêu âm phụ khoa 3D là một phương pháp cực kỳ an toàn, hiệu quả và chính xác. Ngoài ra, không hề đau dành cho các chị em phụ nữ. Chỉ có một số trường hợp chị em sẽ cảm thấy là hơi khó chịu nhẹ nhẹ khi mà đưa đầu dò tiến vào đường âm đạo và lúc bác sĩ xoay đầu dò để khảo sát tốt hơn. Nếu các chị em có bất kỳ thắc mắc nào, có thể liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc để lại comment dưới đây để bác sĩ có thể hỗ trợ các chị em tốt hơn. Xin cảm ơn.